thôi cố gắng quan đi xa đấy là ý cố gắng đấy và chỉ ghi đi cố gắng của nai đây giữ gìn sức khỏe lên đấy cố gắng kiếm cái thị trường đó vận động thì là nơi bố mẹ ở nhà là trang tí để xeo được các con chuẩn bị vào SEA Games mới là vẫn xeo ủng hộ các con cố gắng giữ sức khỏe và bằng được thành tích bên nhà tướng tế phu lõng xây cô và bố mẹ mong con cơ đó và các con cố gắng giữ sức khỏe.